Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào có liên hệ Toàn để tìm cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao với giá mềm chỉ hơn 450 triệu một chút xíu thôi thì tham khảo ngay em này các anh chị nha. Thì bên cạnh Toàn đây là MG ZS các anh chị nè, phiên bản lúc đời 2021 các anh chị nha, nhập Thái Lan nguyên chiếc luôn, mới đi có 17.000 km thôi. Bên Toàn thì đang bán em này với giá là 469 triệu, màu trắng rất đẹp, rất thể thao, rất năng động luôn các anh chị ha. Bây giờ tôi mời mọi người cùng tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị. Màu trắng khá là đẹp các anh chị ha, liền lạc đồng màu. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà có dăm dăm nhẹ nhẹ ở trầy xước ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Sáng hôm nay thì Tuyền còn về thêm một chiếc Kia Sonet phiên bản Luxury đời 2022 nữa các anh chị, với giá chỉ hơn 500 một chút xíu thôi, cũng là 5 chỗ gầm cao ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc xe đó thì liên hệ Tuyền thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi, xe này biển số tỉnh 93 Bình Phước. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo không trầy xước ha, em này phom dáng và nó rất đẹp ha. Mặt ga lăng nè, nhìn rất là trẻ trung, rất là thể thao luôn. Ở đây Tuyền thấy là có cam 360 là theo xe các anh chị ha. Mica đèn nè, đèn là full led hết các anh chị. Ở chỗ này thì Tuyền có thấy chày xước nhẹ ha, các anh chị nào mà muốn hỗ trợ làm lại thì sẽ dặm lại cho các anh chị cho đẹp nhé. Cản thì dễ trầy lắm các anh chị, lớp độ gai gió còn khá sâu, mâm là không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Tuần thứ 19 của 2021 bỏ sim nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 của năm 2024 các anh chị, đã dán phim cho mình rồi. Chén cửa, tay nắm cửa thì mạ rơm có, nút mở cửa một chạm ha. Bên hông xe không trầy xước, móp méo. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, còn bao test hãng nữa, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Mica đèn nè, còn rất trong, rất đẹp các anh chị nha. Đã có cam lùi rồi nè, 4 mắt cảm biến lùi đầy đủ các anh chị, 3 mắt chứ, 3 mắt ha. Gầm bệ nè, sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị nha. Rồi, mở ra, ok. Cốp nè các anh chị, cũng tương đối rộng rãi các anh chị ha. Anh chủ rất là kỹ luôn, lót cho mình những cái tấm 5D, lót phía sau lưng ghế, lót full cốp như thế này để bảo vệ những cái phần nhựa bên trong các anh chị, rất là kỹ ha. Mấy cái đồ linh tinh của anh chủ trước nhà mình để lại nè, Tiền vẫn để lại cho các anh chị nhà mình sử dụng nha, Tiền không có lấy xuống cái gì hết đó các anh chị. Nhìn những chi tiết nhỏ như thế này thôi cũng biết là anh chủ rất là chăm chút cho cái xe nha. Hơi bị dướng cái này, nó hơi cứng các anh chị ha. Đây lớp dự phòng nè, còn chưa sử dụng luôn các anh chị nha. Con đội tay quay được đặt trên tấm mút như thế này rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ luôn các anh chị nè. Rồi, em này là cấp điện các anh chị ha. Ok. Máy em này 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 đến 6 lít thôi các anh chị nè. Đấy, ghế nha. Ghế da tông màu đen, viền chỉ màu đỏ, sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Rồi, xe mình ghế lái đã chỉnh điện rồi các anh chị nha. Vô lăng này các anh chị, vô lăng ở đây khá là thể thao, khá là đẹp các anh chị ha. Không bị trầy xước gì hết nè, có đàm thoại rảnh tay tích hợp những cái phím bấm trên này các anh chị. Xe mình đi 17.312 km chuẩn nha. Táp lô không trầy xước, anh chủ trải thảm mà còn dán băng keo như thế này nữa các anh chị, thảm lông rất là đẹp luôn. Lên cho mình một cái cam hành trình nè. Lên cho mình thêm một cái màn hình Android của ZS khá là xịn sò các anh chị nha. Ở đây thì có những cổng sạc USB nè. Đấy, dụng cụ ở đây là cổng sạc 12V chứ. Đấy, dụng cụ mua thuốc lá ha. Rồi, cần số rất đẹp luôn. Có phanh tay điện tử nè, rồi auto horn ha. Ở đây là hỗ trợ độ đều nè, cân bằng điện tử các anh chị. Đây là cam 360 ha. Rồi, trên này có cửa sổ trời nữa, nhưng mà em đây thì đời cao đi lướt quá nên Tiền sẽ không có mở cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem ha. Còn hoạt động chắc chắn là rất là tốt rồi. Hôm nay về nhiều xe lắm nên tôi sẽ tranh thủ quay nhanh nhanh một xíu để kịp lên những chiếc xe mới về cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi, ok. Ốc của nắp capo, keo chỉ capo là nguyên zin các anh chị nhé. Ốc máy nè,
ốc ác nè, sơn phết nguyên zin đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Bên Tuyền bán xe ra ngoài cam kết thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số. Còn những trường hợp những chiếc xe đời cao, nếu còn bảo hành chính hãng thì các anh chị vẫn được bảo hành của hãng bình thường các anh chị nè. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha, MG ZS phiên bản lúc đời 2021, nhập Thái Lan nguyên chiếc, lướt nhẹ 17.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá chỉ có 469 triệu thôi. Giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới để chốt cọc ngay ha. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tuyền thì liên hệ Tuyền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. 5 chỗ gầm cao thì bên Tuyền còn nhiều xe lắm, có Sonet nè, rồi có Seltos hay là Ford EcoSport, túc xanh máy dầu hay là túc xanh máy xăng Tuyền đều có. Các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao như thế nào thì liên hệ Tuyền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.